Ôi, xem ạ. Mercurius. 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 À, không, gửi tiền qua Western này. PayPal đâu? PayPal là cái khác rồi, PayPal là cái. Game này toàn bọn nữa mà. Toàn bọn trẻ trẻ mà nó chơi mà, đâu phải con người lớn đâu. Game này chủ yếu là toàn tầm độ khoảng từ 12 đến 16 tuổi mà. Nhiều khi những thằng nó mới nó là 17 tuổi à. Edison á. I don't know. No. I never block the Japanese. No, no, I never. Croc lives. No, no. He stop push. Anh ta đi dạo này khép không? Vẫn khép mà. Được. Nhưng mà nó khép bao nhiêu thôi. Vẫn khép nhưng mà khép nó còn nó nặng ngùi rồi không thôi. À đúng rồi. Đấy. Nên là các bạn phải phân biệt là game này nó game cho lứa tuổi là trẻ trâu của nước ngoài thôi. Thay vì Liên Quân thì Việt Nam thì tầm độ tuổi cũng vậy. Thì Garayan thì cũng vậy so với nước ngoài. Legend of Light, I don't know. We will push it in our in 1 hour left. We will push. Fizzy mùa này Fizzy đúng khắm ngựa. Mình đánh chán vãi trưởng. Fizzy lại tôi xong lại nó sinh ra cái deck là bowler, Barrel với lại cái Tornado chịu. Hơn nữa là Tombstone đi cùng. Anh em cũng biết là khét nó cũng phải có tùy độ mức độ. Tức là có những ông là khét lẹt. Còn có những ông kêu là khét vừa vừa. Có nhiều ông là khét nó kiểu nó kiểu thoáng qua thôi. Nên là mọi người phải phân biệt từng mức độ là còn khét hay không. Nói chung là vẫn còn khét. Cho anh em biết là anh Tali vừa bảo là đi tập gym nên khét lắm ạ. À, thế à? Dạo này rảnh quá đi tập gym. Trái gì? Không phải là giúp mà đó là tinh thần dân tộc. Thứ hai nữa là mình bị thực ra là mình muốn là hôm nay mình sẽ quay Legend mà Legend không chưa thấy bút. Còn gần như những cái ác cao ở bên chỗ cái Elite Squad thì mình đã ác ở bên này rồi, vì vậy là mình có ở bên đấy cũng như nhận như đau cả thôi rồi. Ôi, Mercurius. Tiếc nhỉ? Anh em mà không biết Mercurius là ai thì phí. Mercurius là một trong... Mercurius. Winchester, yeah, no. Dragon. À, Pedro này, Spiro Sep này. Mà thanh niên này cũng đến từ Brazil. Và chúng ta sẽ đến với lại Mercurius. Mercurius. Bad furry to play. Rồi. Hawk rất khôn. Đặt cái bầu như vậy, đặt cái Mota như vậy là sai. Sai, quá sai. Và check là... Ôi, bồ sát. Mota bếp. Mota... Hai cái deck xem nhau. Yeah, I don't have a way on... Why on way smile?
Yes, yes, Muji goes. Dark Goblin và Priest. Và có một cái Fireball. Được kia ăn được không? Vậy đi các anh trai, vậy đi. Một giáp gì? Good, good, Bad Phoenix. Hay chưa? Ai mà chưa biết Bắc Korea thì cũng là phí cuộc đời. Asphalus, really? Anyone... How are you, man? I'm good. But, we got this game, but okay, next game, next game, next game. I have it in us list. Give me link. Sugar, give me link, similar, Kenzi. Give me link. Please, inbox my Facebook. Yeah. Yes, my link, my Facebook. Send me link hit Facebook, come on. Sure, Kenzi. No, no, Macaroon must have a ban. Sit on the account. No! GG, Macarius! Woohoo! And what two zaps? Ooh, Macarius! I do. Hello. Check. Ah, Macarius put nè. Little Chen. Little Chen. À, bản update lần sau á, chắc là cho Hot Cycle và nhét vào cái heal quá. Hot Cycle nhét vào heal thay cho cái bón, thay cho con xương quá. Grapher, ôi, ném Pirate quả chuẩn ghê. Dude, but exciting. Hay à nha. Rồi, bên kia có PG, bên này PG. Ôi. No. Ôi, hai con Mota. Nhảnh thế nhỉ. Đừng chạm. Hay thế. Chúng ta còn một tiếng nữa để có thể thông nhau. Easy! Easy!
Mô ta đâu? Không kịp rồi. Giáp đi. Giáp đi các bạn ơi. Đéo kịp rồi. Thôi, bắt đầu rồi. Đi tổ chen. Tổ chen đánh hay đấy nhỉ. Xem Macarius. Ôi, hai trụ kìa. 20 giây cho hai trụ. 20 giây cho hai trụ. Mô ta đâu, cắm vào mô ta đi. Ơ? À? À, rồi, rồi, phi gì, phải dùng phi gì. Điều phối quân hay chưa? Check leaderboard. Macarius in game. Macarius in game. No, it's not a game legend. No, this is the time for legend. And Macarius and KK. Respawn poison. Respawn poison. Best. Oh, holy. Gang, gang, goblin gang. No way, Macarius. Top matchup. Thôi để kệ nó, cứ bọn comment. Zack nó đang đánh mà, chẳng qua là mình không có friend list với nó thôi. Nó đang đánh ở bên cái nick. Nó đang đánh mà. Thôi kệ nó đi, quan tâm làm gì. Trận này khó cho Macarius rồi. Legend đâu anh em? Legend in game chưa? Có anh nào trong clan, anh em nào trong clan không? Hình như là trận trước nó... À, thằng này. Khi nào Legend in game lại bảo tiếp nhá. Thua thua, trận này thua. Khó. Trận này vừa Legend lại vừa... À vừa Poison lại vừa PC, nó khó ăn. Bắn chết con, bắn chết Hunter đi, giáp con Hunter. Giáp con Hunter. Không được rồi, thua 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 thua. Cây cây nè. Cây cây và Macarius. Baka thả bị lỗi, đáng lẽ là phải trả trước mặt của Giant thì đúng hơn. Không thì nó bị nó quay mẹ nó bị góc bên kia. Cây cây và Macarius. Hai bro.
Hi bro. Welcome back to my channel. Curious and no, not yet. Tại vì deck này nó có lightning. Legend in game đợi chút, đợi chút, nhưng mà trận này đang hay à? Trận này cây cây đã. Đợi Legend là sau nhé. Trận này cây cây vì là trận cây đang muốn là rồi biết rồi Legend in game rồi biết rồi. Đọc được comment rồi. Tại vì là tôi xét thì stream nó delay nó chậm. Nó rất là thấp nên là mọi người comment là mình biết ngay à. Ok, Legend in game với ai đấy? Ôi, cây cây thua trận này rồi. Tại vì là nó mang Lightning. Nó mang Fireball thì sẽ là easy hơn. Nicolas, ôi, Nicolas thì này chơi, Golem này chơi đấy đấy. Ok, Legend, ok, wait for me. Maybe GG. Macarius. The next game Legend. He has Nicolas. Nhảy lên. Không kịp. Trời đụng. Ôi Macarius chơi. Trận này quá đen khi mà mang Lightning. Ok Legend. Quay for me. Oh, holy Macarius, GG. Oh, welcome back, Legend. Ah!
Mm-hmm.